Tại vì hồi xưa em không có cái sống mũi này đâu. Cái đầu mũi nó khá là to và không có sống mũi. Em làm mũi vào đầu năm 2017. Sau khi phẫu thuật cũng có những cái vấn đề xảy ra và em bị xuất huyết liên tục. Vì là mình đã được một cái sống mũi nó cao và thích lắm rồi. Mọi thứ em bỏ qua hết và em thấy nó rất là ok. Khoảng 1-2 năm gần đây, mũi của em nó có hiện tượng nó bị tụt cái đầu á. Cái khe hở ngay ở mũi luôn. Dần dần là cái mũi nó lệch qua một bên. Gặp một cái là mọi người phải hỏi luôn là ôi dạo này cái mũi bị làm sao vậy? Bị xéo dữ vậy á. Và mỗi lần mà lên hình á thì bị để cái đầu mũi nó bị cụp quá, em cảm thấy là em bị mất tự tin hơn, không biết ở bên trong nó có cái gì hay nó bị cái gì hết, cho nên là sợ lắm. Khi mà em đi khám ở Asetno và chụp CT 3D mới biết được là cái phần xương mũi của em nó đã bị tác động vào, sửa mũi 7 năm rồi, bây giờ em mới biết là em bị tác động xương đó. Tôi đã ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng rồi. Tôi không lo, tôi không lo, tôi không lo.